với bao tà áo xanh đầy mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ, lá vàng từng cánh rơi từng cánh. Âm thầm trên đất xưa. Chào các bác, video này thì mình gửi cặp loa Yamaha NS1000 Monitor cho anh Trung Solomon ở Hà Nội. Vâng ạ, em đã test. Đây là một cặp loa tuyệt đẹp và hoàn hảo. Là một trong những cặp loa đẹp nhất mà từ trước đến giờ mình bán. Và mình đã test ok rồi. Và sau video này thì mình sẽ gửi cho anh Trung ở ngoài Hà Nội nha. Cảm ơn anh rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ cho em mình. Và đây là cặp loa Yamaha NS1000, một cặp duy nhất. Thì anh em các bác nào có nhu cầu săn tìm và tìm hiểu về cái dòng loa rất là hay, dòng loa phòng thu này, thì có thể liên hệ cho em mình để đặt hàng. Trong tầm giá thì em mình đánh giá rằng đây, đôi loa này là một đôi loa cực kỳ đáng để chơi, bởi cái chất âm của nó rất là trung thực, ba giải nó rất là hay. Và chỉ có duy nhất ở Việt Nam mình là có giá rẻ thôi. Còn nếu các bác muốn biết tại sao cái dòng loa này nó là huyền thoại và được nhiều anh em đánh giá thì cứ lên Yahoo đấu giá, chúng ta sẽ thấy rằng cái cặp loa này, cái mức giá nó ở bên Nhật nó cực kỳ là cao, toàn trên 20 thôi. Đó. Rồi em xin chia sẻ vài điều về dòng, về cặp loa này, và em mình sẽ gửi cặp loa cho anh. Rất là đẹp. Đường trần quen